Mới đây, bà xã tiền vệ Quang Hải, Chu Thanh Huyền đã chia sẻ bức ảnh ôm mẹ chồng đầy tình cảm nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không khó nhận ra người đẹp rất thoải mái trong việc chia sẻ nhiều hình ảnh, câu chuyện cùng mẹ Quang Hải. Hot girl Sơn Tây từ ngày về làm dâu nhà Quang Hải đã được khen khéo léo, biết cách lấy lòng mẹ chồng qua những khoảnh khắc tình cảm, quan tâm bà Cúc từ việc chăm sóc làn da, làm đẹp hay mua quà tặng mẹ. Khi Chu Thanh Huyền và mẹ chồng có mối quan hệ tốt đẹp, người hạnh phúc nhất không ai khác chính là Quang Hải, bởi đây là hai người phụ nữ quan trọng nhất với anh. Có hậu phương yêu thương, đoàn kết, Quang Hải có thể yên tâm để phát triển sự nghiệp sân cỏ. Nhiệt tình thể hiện tình cảm với mẹ chồng, bà xã Quang Hải cũng đôi khi gặp phải ý kiến trái chiều. Một cư dân mạng mỉa mai dưới ảnh của Chu Thanh Huyền và mẹ Quang Hải, sao không khoe mẹ đẻ? Vợ Quang Hải sau đó đã trả lời lại bình luận tiêu cực bằng câu nói được khen EQ cao, khoe cả hai chị nha, mẹ nào cũng là mẹ. Ngoài ra, còn một bình luận khác thì cho rằng vợ Quang Hải và mẹ ruột đang có sự bất hòa. Chính vì thế, cô nàng mới hạn chế đăng tải hình ảnh về mẹ ruột và chăm thể hiện sự thân thiết với mẹ chồng. Về thông tin này, vợ Quang Hải đã vội lên tiếng đính chính, dạ mẹ đẻ em không ở gần mấy nên cũng ít có thời gian chụp hơn, mọi người hoan hỉ nhé ạ. Ngay sau đó, câu trả lời tinh tế và nhẹ nhàng của vợ Quang Hải nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Nhiều cư dân mạng còn khen ngợi cách ứng xử văn minh của vợ Quang Hải. Họ cho rằng cũng nhờ vậy hiểu rõ hơn về mối quan hệ hiện tại giữa Chu Thanh Huyền và mẹ đẻ. Thời gian trước, Chu Thanh Huyền cũng từng dính tranh cãi về cách cư xử với mẹ đẻ. Nàng quát bị soi khoảnh khắc hất tay mẹ ở lễ ăn hỏi với Quang Hải nhưng lại khoác tay mẹ chồng đầy thân thiết sau đó. Trải qua thời gian, cả Quang Hải và Chu Thanh Huyền đều thể hiện cho cư dân mạng thấy rõ mối quan hệ thân thiết của gia đình đôi bên cũng như thái độ cân bằng giữa nội, ngoại, không phân biệt bên nào. Trên trang cá nhân, vợ Quang Hải thường xuyên chia sẻ hình ảnh với mẹ chồng, nhất là trong các dịp quan trọng. Cô từng khiến cư dân mạng thích thú khi gọi mẹ chồng là xì tin vì phong cách trẻ trung và thân thiện. Sự hòa thuận trong mối quan hệ gia đình Quang Hải không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc đời thường mà còn thể hiện qua việc mẹ Quang Hải luôn sẵn sàng hỗ trợ con dâu chăm sóc cháu trai. Những lúc Quang Hải bận rộn với lịch tập luyện, mẹ chồng luôn chủ động ở cạnh giúp đỡ con dâu. Suốt thời gian Chu Thanh Huyền sinh nở, mẹ Quang Hải luôn túc trực bên con dâu, chăm sóc chu đáo không khác gì với con gái ruột. Điều này càng khẳng định tình cảm mẹ chồng nàng dâu của họ thực sự khăng khít và đáng ngưỡng mộ. Mới đây nhất, Chu Thanh Huyền tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi cho mẹ chồng lên sóng. Cụ thể, vợ Quang Hải chia sẻ khoảnh khắc mẹ chồng đang thực hiện các bước để dưỡng da. Trong clip, Chu Thanh Huyền nói, lại là một chiếc clip nói về mẹ chồng U60. Trời ơi, đã U60 rồi nhưng mà bà rất trẻ trung và chăm chỉ tập thể dục, dưỡng da. Vợ Quang Hải còn cho biết thêm, đoạn clip cô quay là camera thường không qua chỉnh sửa gì cả, ở ngoài nhìn da của mẹ chồng em càng căng bóng, sáng nữa. Đoạn clip flex mẹ chồng U60 của vợ Quang Hải đã nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Đa số netizen đều dành những lời có cánh cho sự trẻ trung của mẹ chồng Chu Thanh Huyền. Số khác cũng nhận định, việc cô nàng dụ dỗ thành công mẹ chồng lên sóng cho thấy mối quan hệ của cả hai vô cùng thân thiết, không hề có khoảng cách giữa mẹ chồng với con dâu.